Kính chào quý khán giả của chương trình Tổ ấm đẹp xinh. Trước khi đến với phần trải nghiệm về một dự án khu đô thị đang được săn đón đảo Ngọc Phú Quốc, thì Hoàng Vĩnh xin mời quý vị cùng đến với những thông tin sau đây. Thưa quý vị, từ tháng 1 năm 2021, Phú Quốc chính thức trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Phú Quốc, đồng thời dự báo cho những cơn bão đầu tư mới sẽ đổ bộ về Phú Quốc trong thời gian tới, đồng thời hứa hẹn đưa Phú Quốc không chỉ trở thành trung tâm du lịch, mà còn là trung tâm kinh tế biển, điểm đến của khu vực và thế giới. Và nhà ở đô thị được dự báo sẽ trở thành tâm điểm. Phú Quốc trong suy nghĩ của bạn là gì? Là hòn đảo của du lịch với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nơi biển xanh, cát trắng, nắng vàng, hệ sinh thái thiên nhiên phong phú. Năm 2019, tạp chí CNN đã bình chọn Phú Quốc là một trong 19 điểm đến tốt nhất khu vực châu Á. Với vị trí địa lý đặc biệt nằm trong vịnh Thái Lan, Phú Quốc có khí hậu nhiệt đới gió mùa, ít chịu tác động tiêu cực của thiên tai. Khí hậu trong lành đã làm cho nơi đây trở thành địa danh thu hút lượng lớn khách nội địa và quốc tế. Những năm qua, hạ tầng du lịch cũng được đầu tư mạnh mẽ với các loại hình dịch vụ tiện ích, tiện nghi như các tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế, các khu vui chơi giải trí hiện đại, vườn thú hoang dã, cáp treo vượt biển. Với tốc độ phát triển kinh tế không ngừng, Phú Quốc đã được đặt cách từ đơn vị hành chính cấp huyện tiến thẳng cấp lên cấp thành phố và trở thành thành phố đảo đầu tiên trong cả nước. Đảo Ngọc cũng được áp dụng những chính sách đặc biệt ưu đãi của chính phủ, tiến tới trở thành trung tâm phát triển ngành công nghiệp giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển. Những năm 2017-2019, Phú Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân 130%, gấp đôi Đà Nẵng và gấp 6 lần tốc độ bình quân của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đặt ra đòi hỏi tất yếu về sự ra đời của một đô thị cao cấp. Cùng tầm nhìn với tương lai Phú Quốc, Tân Á Đại Thành Maylands đã đầu tư phát triển đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc, nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính kinh tế mới của thành phố đảo, nơi sẽ chứng kiến nhịp sống phồn vinh với dòng chảy tài chính hối hả không ngừng, nơi sẽ kiến tạo nên chuẩn mực sống mới cho lớp cư dân mới đến Phú Quốc an cư và xây dựng tương lai mới. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại dự án Mayhome Capital Phú Quốc. Và chào đón chúng ta ngày hôm nay là một nhân vật rất là đặc biệt, anh Bùi Đức Anh, giám đốc kinh doanh của dự án. Chào mừng em đến với đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc. Anh Đức Anh sẽ đưa em cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng tham quan cũng như là khám phá tất cả những gì độc đáo và tuyệt vời nhất nơi đây ạ. Chúng ta hãy cùng đi khám phá dự án đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc nhé. Dạ vâng ạ. Xin mời em. Từ những giây phút đầu tiên khi em bắt đầu cuộc hành trình trải nghiệm dự án của mình thì em đã cảm thấy có rất là nhiều điều thú vị cũng như là đặc biệt. Vậy thì không biết ngay bây giờ anh có thể chia sẻ thêm về dự án của mình để cho em cũng như là quý khán giả có thể biết thêm hơn nữa về dự án của mình. Anh cảm ơn em. Tất nhiên rồi, anh sẽ chia sẻ cho Vân Anh nắm các thông tin như này. Không chỉ sở hữu vị trí độc đôn để chúng ta thấy được khí hậu mát mẻ, mà dự án bên anh còn là trung tâm của phường An Thới, một trong hai phường của thành phố Phú Quốc, là cực tăng trưởng kinh tế mới của thành phố Phú Quốc, với các tuyến đường huyết mạch chạy qua như là đường DT46 này, DT975, con đường tỷ đô, đặc biệt là do nằm trong 6% đất ở đô thị cho nên tất cả các số nhà trong dự án bên anh đều được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư là tập đoàn Tân Đại Thành bên anh. Nếu các chủ đầu tư khác thì họ đều rót vốn vào phân khúc du lịch nghỉ dưỡng ở tại Phú Quốc với thời hạn sở hữu tối đa là 50 đến 70 năm. Thì Tân Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào lĩnh vực đô thị với hệ sinh thái kép, phục vụ cho cuộc sống trọn vẹn cho tương lai của đảo Ngọc Phú Quốc. Hệ sinh thái kép đô thị được cấu thành bởi hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là các yếu tố để tạo nên một nền tảng đô thị như là quy hoạch này, cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông, kiến trúc và hệ thống tiện ích.
Thứ hai nữa là giá trị sống tinh khiết trong từng ngôi nhà. Bởi một đô thị thịnh vượng chỉ có thể được kiến tạo những giá trị bền vững, mà ở đó mỗi cư dân của chúng ta đều được tận hưởng những sự trong lành, khỏe mạnh và xuyên suốt hoạt động sống. Cụ thể đó chính là bộ sản phẩm Eco Home do chính Tân Á Đại Thành đầu tư và phát triển. May Home Capital Quốc chắc chắn sẽ là một không gian đang sống để thỏa mãn giấc mơ an cư tại thiên đường nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Đây là một lĩnh vực rất mới và rất khó thực hiện với anh ạ. Nó chỉ dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn về một Phú Quốc phồn vinh, thịnh vượng trong tương lai không xa. Chỉ không lâu nữa thôi, khi dự án hoàn thành và người dân vào đây sinh sống, thì nơi đây sẽ trở thành một khu đô thị sầm uất, cũng như là một chốn an cư kiểu mẫu tại Phú Quốc. Em nghĩ là và là một điểm đến mở ra vô vàn trải nghiệm thật là tuyệt vời dành cho du khách khi đến Phú Quốc. Đại đô thị May Home Capital Phú Quốc chính là mảnh ghép rất quan trọng và đang thiếu ở tại thành phố Phú Quốc của chúng ta. Dự án bên anh có đầy đủ cơ sở hạ tầng, các cơ sở y tế, giáo dục, tháp tài chính ngân hàng, trung tâm thương mại, phục vụ cho dân sinh. Vị trí mà hai anh em mình đang đi ấy, là một phần của phân khu Doseda, là trái tim của đại đô thị May Home Capital Phú Quốc. Đây là dự án đầu tay của bên anh, cho nên là rất nhiều tâm huyết. Nên là bên anh đã hợp tác với lại rất nhiều các thương hiệu đồng hành và phát triển uy tín trên thế giới và trong nước. Đơn cử như là Dark Horse này, đơn vị tư vấn thiết kế về kiến trúc. One Landscape là đơn vị tư vấn về cảnh quan. Rồi là Daewoo AC là đơn vị phát triển về khu phố mua sắm sầm uất của Hàn Quốc. Chung hôm nay là tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp nước sạch tổng thể. Toàn bộ dự án bên anh được giám sát để đảm bảo tiến độ thi công. Công trình thì là tụi anh hợp tác với Atelier. Thi công bởi Hòa Bình, ở Central là những đơn vị hàng đầu của Việt Nam. Bên cạnh đó là bên anh vận hành bởi CBI. Em cũng biết rằng là thường tất cả các dự án ở Phú Quốc, các chủ tư họ đều có các thương hiệu quản lý riêng của họ. Tuy nhiên với dự án này thì tụi anh sẽ được vận hành bởi CBI. Em có thể thấy dự án bên anh được Dark Horse được quy hoạch hết sức bài bản, cho nên các cái vị trí ở trong dự án, đặc biệt phần vỉa hè rất là thông thoáng, khác hẳn là với sự bức bối của các khu đô thị cũ. Và cái quy hoạch này đã được từng ngày từng giờ được cụ thể hóa bằng cái công trường hiện hữu em đang thấy. Em có thấy điều kỳ lạ trên các cái con đường của dự án này không? Nó mềm mại như là các cái trang lưỡi liềm vậy. Dark Horse đã quy hoạch giao thông dựa trên cái nguyên lý ô bàn cờ và sự cách điệu của sóng biển. Tất cả các trục chính đều hướng ra biển để đón được các làn gió mát trong lành của đại dương. Việc quy hoạch theo ô bàn cờ cách điệu giống như các khu đô thị trên thế giới đã tạo nên một cái luồng giao thông thông thoáng. Và sau này không bao giờ mình sẽ bị lo tắc đường cả. Và đây bảo chứng cho May Home Capital Phú Quốc sẽ là đô thị của tương lai. Và đảm bảo là hàng trăm năm sau, cái quy hoạch này chắc chắn sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Anh Đức, anh biết không? Em cảm giác như là chủ đầu tư ở đây họ rất là tâm lý luôn. Gần như là họ đã đo ni đóng giày cho từng đối tượng khách hàng khác nhau luôn ạ. Đúng vậy. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm 56,09 hectare. Được chia thành 4 phân khu, Doseda này, AP Code này, Aqua và Olive. Mỗi một phân khu sẽ có một nét đặc trưng riêng. Chúng ta đang ở phân khu Doseda. Hiện nay là 100% tất cả những cái căn shop house này đã được bán hết. Chủ tư quyết tâm là đến đầu năm sau sẽ bàn giao toàn bộ cái phân khu Doseda cho khách hàng của mình. Vì vậy, chủ tư đang đẩy nhanh toàn bộ tiến độ với phương châm giãn cách và không giãn tiến độ. Công trường đang phải tuân thủ theo nguyên tắc 5K, quyết tâm không nghỉ. Em có thể thấy là toàn bộ máy móc và công nhân vẫn miệt mài làm việc 3K trên một ngày và 24/7. Cùng chia sẻ thêm là nhà thầu toàn bộ dự án của chúng ta đó là Hòa Bình này, nhà thầu Central là những đơn vị nhà thầu hàng đầu trong nước.
Và ngay bây giờ lúc này thì chúng ta sẽ gặp anh chỉ huy trưởng của công trường, đó là nhà thầu Hòa Bình. Mời. Chào anh ạ. Vâng, thì không biết là có thể cho em hỏi anh một số câu hỏi, cũng như là anh có thể chia sẻ một chút về công tác thi công tại hiện trường bây giờ không ạ? Thì các bạn thấy đó, hôm nay là nhà thầu Hòa Bình đó, đang triển khai gói Gosada hiện nay là 340 căn. Thì giai đoạn này á, là Hòa Bình đã triển khai tới phần nóc của hầu như toàn bộ cái giai đoạn này rồi, giai đoạn 144 căn rồi. Thì dự kiến trong tháng 8 này là sẽ cắt nóc hết toàn bộ, và tháng 11 này sẽ bàn giao cho dự án cho chủ đầu tư đúng như các độ cam kết. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự lại là một bất ngờ nữa. Cảm thấy là Tân Á Đại Thành rất là tâm lý, quan tâm, chu đáo cho cư dân của mình. Và anh rất là biết không, theo em thấy thì cái điều này rất ít chủ đầu tư làm được. Vân Anh có thể thấy là hai bên đường đều đã đặt xong hạ tầng cấp ngầm của điện lực, internet và hệ thống dẫn thoát nước. Chia sẻ với em như này, hệ thống nước sạch thông minh tại dự án sẽ được cung cấp bởi liên danh Tân Á Đại Thành và tập đoàn Trung Hyundai của Hàn Quốc. Nếu như Tân Á Đại Thành là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam về giải pháp tổng thể về nguồn nước, thì Trung Hyundai là thương hiệu hàng đầu thế giới về giải pháp nước sạch tổng thể. Từ đầu nguồn dẫn vào sẽ có một nhà máy xử lý nước sạch đầu nguồn, sau đó sẽ được dẫn tới các khu vực đến hộ gia đình. Trong mỗi gia đình sẽ được trang bị những máy lọc nước tiên tiến hàng đầu trên thế giới cho cư dân có thể uống nước sạch tại vòi. Ngoài ra thì là sẽ cung cấp thậm chí hàng chục hoặc là hàng trăm những điểm nước sạch trực tiếp tại các điểm công cộng trong đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc.